Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng tăng cao. Chính vì điều này mà các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm được mở cửa ngày càng nhiều. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 900 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Vài năm trở lại đây, sự phát triển của các cửa hàng mỹ phẩm tăng khá nhiều về số lượng. Ngoài hàng nội địa được bày bán rộng rãi, thì rất nhiều mỹ phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia được chị em rất ưa chuộng và săn đón. Tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn gốc mặt hàng này là nhiệm vụ đặt ra đối với các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Và đây cũng là nội dung chính chuyên mục 389 kỳ này. 14 tuổi, em Nguyễn Minh Anh ở phường 6 thành phố Sóc Trăng cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa rất quan tâm đến việc sử dụng mỹ phẩm. Trong đó, sản phẩm điều trị mụn hiện em đang sử dụng nhiều nhất và cần nhất trong lúc này. Vì là sản phẩm điều trị nên em cho rằng chất lượng là tiêu chí quan trọng. Mấy cái đồ mà dành cho hợp với da mình, với lại là em hợp với cái sản phẩm nào là em xài sản phẩm đó. Uy tín nè, thành phần nè, với lại xuất xứ, với lại coi giá tiền có hợp không. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là một minh chứng cho sản phẩm chất lượng. Cửa hàng Hasaki đã có mặt tại Sóc Trăng gần một năm nay. Tại cửa hàng có hơn 3.000 loại mỹ phẩm đến từ 24 quốc gia, sản phẩm ngoại nhập vô cùng đa dạng. Cửa hàng này cam kết là hàng chính hãng và sẵn sàng cung cấp các chứng từ khi khách hàng yêu cầu. Bên em cam kết là hàng chính hãng, ưu tiên là được xuất hóa đơn đỏ, giá trị gia tăng. Dạ, nguồn gốc xuất xứ thì có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Nên là khách nếu mà muốn biết á, thì khách có thể để giống như là em sẽ hỏi kế toán để gửi những cái chứng từ cho khách hàng. Cam kết khách là hàng chính hãng 100%. Còn tại cửa hàng Moonshop, mỹ phẩm ở đây đa dạng từ chăm sóc da, trang điểm cho đến các loại nước hoa, từ giá bình dân cho đến cao cấp. Những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thị trường cũng không khó bắt gặp tại cửa hàng này. Mỹ phẩm ngoại nhập phần lớn đến từ Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản. Để chứng minh nguồn gốc các loại mỹ phẩm bày bán tại đây, cửa hàng này cho biết phần lớn hàng ngoại nhập đều được nhập hàng từ các công ty phân phối chính thức thương hiệu đó trong nước. Shop của em kinh doanh các mặt hàng từ 10 sản phẩm trở lên, đến từ các thương hiệu của Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản rất là nhiều, thông qua từ các công ty. Chọn nhập hàng thông qua công ty phân phối trong nước có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng là tiêu chí của cửa hàng V-House Cosmetics. Chủ cửa hàng này cho biết, trước tình trạng mỹ phẩm giả và nhái tràn lan trên thị trường như hiện nay, thì đây là cách mà cửa hàng này cho rằng an toàn. Hàng nội thì là của Việt Nam, còn hàng ngoại thì sẽ có là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp. Đó, thì mình lấy từ những công ty nhập khẩu đó thì người ta có hàng gì mà người ta có hóa đơn, tem phụ đầy đủ thì mình sẽ lấy những cái mặt hàng đó về. Tốt nhất là mình nên nhập trực tiếp từ những công ty mà người ta phân phối hàng cũng như là nhập khẩu hàng từ bên đó về đây và đã đi qua cơ quan thuế, hải quan và được cơ quan cấp phép thì mình an toàn hơn. Mỹ phẩm xuất hiện trên thị trường ngày càng đa dạng về thương hiệu và phong phú về mẫu mã. Ngoài kinh doanh với hình thức truyền thống, thì việc bày bán trên các trang mạng xã hội ngày càng phổ biến. Trước tình hình này, tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ mỹ phẩm luôn được đoàn liên ngành và các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh quan tâm. Đối với Cục Quản lý Thị trường tỉnh, trong năm 2023 và những tháng đầu năm nay, đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, kiểm tra kiểm soát tại các cửa hàng kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các đội quản lý thị trường và tổ thương mại điện tử của Cục nắm thông tin về các hoạt động mua bán kinh doanh mỹ phẩm trên các trang mạng xã hội mà không đảm bảo quy định để kịp thời xử lý khi phát hiện vi phạm. Bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt qua kiểm tra, có nhiều cơ sở vi phạm về kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tỉnh Sóc Trăng hiện nay có khoảng 900 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Thì trước tình hình các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm càng mở rộng, thì Cục Quản lý Trường cũng đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, thực hiện chỉ thị số 17/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác mà chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có mặt hàng mỹ phẩm. Thì Cục Quản lý Trường cũng đã chỉ đạo các đội quản lý trường tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Thì từ đầu năm 2023 đến nay thì đã kiểm tra 51 vụ, xử lý 43 vụ, thu nộp ngân sách trên 300 triệu đồng. Thời gian tới thì Cục Quản lý Trường cũng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên,
nhất là cái chỉ thị số 17/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì trong đó có mặt hàng mỹ phẩm. Thì đồng thời cục quản lý thị trường cũng tăng cường thông tin tuyên truyền đến pháp luật của người dân, thì khuyến cáo người dân nên sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn sản phẩm. Đồng thời khi phát hiện hành vi vi phạm về kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, kịp thời báo lực lượng chức năng để kịp thời kiểm tra xử lý. Thanh tra Sở Y tế đã tích cực vào cuộc, ngoài kết hợp cùng với đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 tỉnh thì còn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và tiến hành lấy mẫu mỹ phẩm đối với những trường hợp cần thiết để mang đi kiểm nghiệm. Ngoài thanh tra kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh, các cơ sở phân phối mỹ phẩm, thanh tra Sở Y tế còn tiến hành thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở thẩm mỹ, các nhà thuốc, quầy thuốc có bán mỹ phẩm, cho đến các cửa hàng tạp hóa kinh doanh mỹ phẩm nhỏ lẻ. Sự vào cuộc quyết liệt này đã góp phần vào lành mạnh quá việc kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, đồng thời kịp thời xử phạt răn đe đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Sở Y tế có giao cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra bốc mẫu để kiểm tra chất lượng thuốc, trong đó có mỹ phẩm. Thì trong thời gian qua, Trung tâm Kiểm nghiệm có đi bốc mẫu ngẫu nhiên tại các nhà phân phối mỹ phẩm số lượng lớn, các nhà thuốc, quầy thuốc mà có dư luận hoặc là có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra chất lượng về mỹ phẩm. Thì trong năm 2023 thì Trung tâm Kiểm nghiệm có lấy được 20 mẫu, kết quả kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 389 của tỉnh, hay còn gọi là đoàn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì phối hợp tập trung kiểm tra về các cơ sở thẩm mỹ như là có dùng thuốc, các chất, các thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như cắt mắt, môi, rồi xăm môi, rồi nâng mũi, rồi hút mỡ bụng, rồi nâng ngực, mông và làm thay đổi màu sắc da, thay đổi tế bào da, vân vân. Và kiểm tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ về phun, xăm, thêu và có dùng thuốc tê dạng tiêm. Rồi riêng đối với thanh tra Sở Y tế sẽ có kế hoạch thanh tra riêng về cái kinh doanh mỹ phẩm tại các nhà thuốc, quầy thuốc mà có dấu hiệu vi phạm và có dư luận, để tập trung kiểm tra những cơ sở này. Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định. Ngoài ra, đối với các cơ sở mà tiệm tạp hóa kinh doanh mỹ phẩm mà số lượng nhỏ lẻ, thì Sở Y tế sắp tới sẽ chỉ đạo cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với phòng hội đồng dân, ủy ban dân để tiến hành kiểm tra các cơ sở này. Nếu có sai phạm thì sẽ xử phạt theo quy định. Nhân đây cũng thanh tra Sở Y tế cũng khuyến cáo chị em phụ nữ, nếu mà có nhu cầu làm đẹp, có nhu cầu chăm sóc da thì phải đến các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có giấy phép hoạt động của Sở Y tế cấp, không được mua các mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ để về tự chăm sóc da, dễ dẫn đến các biến chứng mà khôn lường và dẫn đến tiền mất tật mang. Siết chặt quản lý chất lượng mỹ phẩm từ phía lực lượng chức năng của tỉnh ta đã từng bước đẩy lùi mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, cần nhất vẫn là sự cẩn trọng, khắt khe hơn trong mua sắm mỹ phẩm từ phía các chị em, nói không với mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như những cơ sở kinh doanh không uy tín để bảo vệ chính mình. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục 389 kỳ này. Nếu muốn theo dõi lại chuyên mục, mời quý khán giả truy cập vào trang web darkst.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục 389 kỳ sau, phát sóng trên khung giờ này vào ngày 11 tháng 4.